Cái là phần thứ hai về thiền đường chỉ dạy. Trong thiền đường chỉ dạy này nó chia ra nhiều một. Một thứ nhất dẫn là dạy kêu vị hàng ngày đến những tôi chỉ dạy khiến tôi rất hổ thẹn. Kêu vị ngày ngày nhọc nhằn vuốt đất bữa củi gánh gạch làm việc quanh cả sớm chiều vẫn không quên tâm niệm cầu giải thoát. Hạt giống thiết tha vì đạo ấy khiến mọi người đều cảm động. Thư văn này ngộ thẹn không đạo đức, không đạo không đức, nói không đến đâu lấy gì chỉ dạy. Lượm lặt những lời dạy của cổ nhân để đáp lại lời khẩn cầu của chư vị mà thôi. Đây là cái lời rất là kiêu nhường của hòa thượng Thư Văn. Thì hòa thượng thấy tất cả chính chúng tha thiết cầu đạo cho nên ngài để nói là ngài rất là hổ thẹn, không đạo không đức, nói không đến đâu. Bây giờ dẫn lời người xưa để đền đáp lại cái chỗ thỉnh cầu của quý vị, thì đó lời nói kiêm nhượng. Bây giờ vào về phương pháp nhập môn dụng công, đây tôi nói trước vì ngài Thư Văn nặng về thiền phải đầu, cho nên ở đây khi đọc chúng ta cái nào dễ nhận dễ hiểu thì chúng ta nhận hiểu, còn cái nào có tính cách phải đầu thì để qua một bên vì chúng ta không ứng dụng được. Đây nói về phương pháp nhập môn dụng công. Phương pháp dụng công tu hành rất nhiều, hiện tại chỉ tóm lược chỉ bài. Một, điều kiện quyết định trước khi tu tập. Phàm chúng ta tu một pháp môn nào ở trong đạo Phật thì phải có những điều kiện quyết định này thì sự tu nó mới thành công. Cho nên đầu tiên là quyết định những cái điều kiện trước khi mình tu. A. Tin sâu nhân quả, không luận người nào nếu dụng công tu tập trước cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không tin nhân quả thực hành càng vướng, không những tu hành chẳng thành công mà tam đồ cũng khó đánh. Cổ đức nói muốn biết nhân đời trước hãy xem sự lãnh thọ của đời này, muốn biết quả đời sau hãy nhìn sự gây tạo ở hiện tại. Lại nói giả sử đã tạo nghiệp trăm ngàn kiếp vẫn không hết, khi nhân duyên hội ngộ quả báo trở lại tự chịu. Để tôi dẫn giải thích sơ những cái câu mà ngài dẫn. Cổ đức nói rằng muốn biết nhân đời trước hãy xem sự lãnh thọ của đời này. Đó. Bây giờ chúng ta đừng coi bói, đừng coi đồng bóng gì hết. Để hỏi ta hồi trước mình ở đâu làm gì đừng coi, mà cứ nhìn lại cái quả mình đương hưởng ở đây. Vì trước gieo nhân, ngày nay chúng ta hưởng quả. Mà cái quả này tốt hay xấu thì biết mình xưa làm thì giữ, phải không? Nếu quả hiện tại chúng ta được mọi người quý mến, chúng ta muốn gì được nấy, thỏa mãn cái nhu cầu, không có gì trở ngại, thì đó là đời trước đã gieo nhiều phước duyên lành. Còn nếu hiện nay chúng ta làm gì thất bại nấy, gặp ai mà cũng muốn rầy, muốn la, muốn mắng giết mình, thì biết sao? Hồi trước mình đã tạo nên không tốt, cho nên ngày nay phải chịu cái quả không tốt. Hiểu như vậy rồi không có cần hỏi, không cần suy luận gì hết, mà mình tự giải quyết, không có nghi ngờ. Đó là cái
được khổ hay vui thì quý vị phải nhìn lại cái gì? Hiện tại chúng ta đang làm lành hay là dữ? Chúng ta đang cứu người, cứu vật, làm lợi ích chúng sinh thì đó là cái nhân lành, thì nhất định nhắm mắt chúng ta đi đường lành chứ không bao giờ phải lo. Còn nếu hiện tại chúng ta gian tham việc của người hoặc là giết hại người và tạo những điều đau khổ cho người thì chắc chắn đời sau mình đi đâu? Chắc được diêm chúa mời, phải không? Được mời về dưới những dự địa. Thì như vậy thì chính mình nhìn ngó lại mình thì mình biết ngay là sao, cái khỏi hỏi ai thì sao tôi chết đi đâu, phải cần phải câu đó mà kiên nhìn cái hành đạo hiện tại của mình thì biết cái quả chỉ lai không nghi ngờ. Đó là cái lý nhân quả của đạo Phật. Giờ ở đây lại dẫn nói thêm, lại nói giả sử đã tạo nghiệp trăm ngàn kiếp vẫn không hết, khi nhân duyên hội ngộ quả báo trở lại tự chịu. Đó, mình tạo nghiệp nhiều đời về trước mình quên lưỡng đời, nhưng mà gặp nhân duyên tụ hội thì mình chủ phải trả. Như hiện tại quý phật tử thấy hồi khởi nhỏ chúng ta làm gì xấu với ai, làm cho người ta tức, ta giận, ghét mình. Rồi lớn lên mỗi người đi ở mỗi nước, mỗi phương, nhưng mà bất thành gặp lại thì người đó có cảm tình với mình không? Chắc không có, phải không? Bởi vì gặp lại tự nhiên mà nhớ, còn đi đâu mất rồi thì quên. Khi gặp lại thì nhớ liền. Còn hồi trước chúng ta làm những điều tốt, điều đẹp với ai thì rồi cách xa không ai gặp ai lại, thời gian dài bỗng nhiên gặp lại thì người đó hãy vừa gặp cái có cảm tình, họ mến và quý mình. Đó là cái nhân trước đã gây. Cho nên có nhiều người đó không biết tại sao đó thì tôi không quen cái người đó, mà gặp lại cái họ thân thiện quá, họ giúp đỡ quá, thì cái đó có tại gì? Vì hồi xưa mình đã tạo cái nhân lành với họ, cho nên bây giờ gặp lại thì họ xử tốt với mình. Còn có nhiều người cũng trách, nói là tôi chưa làm phiền lụy cái người này mà không biết tại sao gặp họ, họ ghét, họ thù oán người nào đó, thì đó là tại sao? Đời này nó tạo thiện nhưng mà đã quá khứ tạo rồi, quá khứ tạo cho nên gặp lại đây nó hiện cái nguyên hình quán thần ở xưa hạ. Giờ nó gây ra những chuyện không vui không tốt. Như vậy thì không có cái gì ngẫu nhiên, mà đều do cái quả mình gây, giờ cái nhân mình chịu, chứ không có cái gì khác hết. Kinh Lăng Nghiêm nói, nhân địa không nghe, quả báo không bại. Như vậy dẫn Kinh Lăng Nghiêm Phật nói cái nhân địa, tức là cái đất nhân mà nó không ngay, không thẳng, không tốt thì cái quả báo phải quanh co, phải không bại. Đó là tại cái nhân. Cho nên gieo nhân lành, kết quả lành, gieo nhân ác, gặt quả ác. Trồng dưa, được dưa, trồng đậu, được đậu là lý tất nhiên vậy. Nói đến nhân quả, tôi xin vượt lại hai câu chuyện xưa để chứng minh. Thì điều này tôi nói cho quý vị thấy nó hơi tế nhị hơn một chút. Chúng ta đã trồng dưa, được dưa, trồng đậu, được đậu, nhân nào quả ấy không sai dạy. Thì đó ở một trường hợp mà không có cái gì khiến cho nó biến đổi. Chứ nếu có cái duyên biến đổi thì dưa mà nó không có dưa, đậu không có đậu. Thí dụ mình trồng dưa mà rồi bị các cái loài trùng và chuột rồi nó phá mà mình không giữ được thì được dưa không? Mình trồng đậu mà bị các cái con trùng con kiến nó ăn mà mình không có giữ được thì nó cũng hư. Cũng như
là tháp dược. Thì gốc đường bán mà trái này trái gì? Trái mãn cầu. Thì như vậy cái câu này nó hơi sai từ đầu trước. Là tôi muốn nói để cho quý vị thấy cái nhân quả thực ra là tạo thì không mất, nhưng có chuyển biến tùy theo cái duyên của mình. Khi xưa mình gây cái duyên đó, nó gây cái nhân khổ cho người người, mà ngày nay chúng ta biết tu, gặp người đó chúng ta trả lại có năm có ba thôi, là vì nó chuyển chứ không phải trọn vẹn. Còn khi xưa chúng ta gây cái nhân đó người, mà ngày nay chúng ta không biết tu làm ác thêm, gặp lại để trả tới 15-20, thì cái đó là cái nhân đã ngay xấu, mà vì chúng ta biết tu cho nên chịu bớt. Còn nghe nhân đã xấu mà lại không biết tu thì nó tăng cái xấu thêm. Tôi nói ví dụ hồi xưa mình chỉ nói nặng một người quen nào đó một câu đó chỉ đủ giận thôi, chứ không đến nỗi phải đánh đập chửi mắng. Như vậy thì ngày nay bất thành gặp lại thì người đó cũng giận mình vừa phải, nhưng gặp lại cái chuyện mặt mình hầm hầm với họ, mình muốn làm dữ với họ thì sẽ sao? Thì chắc rằng cái chửi mắng nó không còn, mà nó tới đánh đập nhau nữa. Thì như vậy cái nhân trước nó không phải lớn, nhưng vì cái quả hiện tại này chúng ta lại sống thêm, cho nên giờ phải kết quả nặng. Bây giờ hai câu chuyện này tôi chỉ đọc cho quý vị nghe với quả cần giải thích. Một, chuyện vua Lưu Ly dưới dòng Mã Thích. Trước Đức Phật Thích Ca ra đời, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một làng trà lưới. Trong làng có cái hồ to, khi ấy trời hạn nước cạn, bao nhiêu cá trong ao bị người làng bắt ăn hết. Sau cùng còn lại một cá, con cá thật to cũng bị người làm thịt luôn. Trong làng chỉ có một đứa bé lâu nay không ăn thịt cá. Hôm ấy đến thấy con cá to, lấy cây gõ trên đầu nó ba cái rồi đi. Sau này khi Đức Thích Ca ra đời, vua Ba Tư Nặc rất kính tin Phật pháp, cưới con gái chồng họ Thích làm vợ, sanh được một thái tử đặt tên Lưu Ly. Lúc thơ ấu, Lưu Ly ở bên ngoài tại thành Ca Tỳ La Vệ học. Một hôm nhân dẫn chơi trèo lên tòa của Phật ngồi, bị người họ Thích rầy mắng kéo lôi xuống, nên ôm lòng quốc dạ thận. Đến khi Lưu Ly lên làm vua, xuất đại binh đánh thành Ca Tỳ La Vệ, bắt hết dân cư trong thành giết sạch. Chính khi ấy Đức Thích Ca giết đầu 3.000 các vị đệ tử đến của Phật cầu xin Phật tìm cách giải cứu dòng họ Thích. Phật nói: định nghĩa khó chuyển, tôn giả Mục Liên dùng sức thành thông lấy đường bát đến hầu 500 người dòng họ Thích đem để lưu không. Khi dạy qua, ngài đem xuống thả ra, không ngờ khi chú bác thấy tất cả đều biến thành máu. Các đệ tử hết đến thưa hỏi Phật, Phật đem việc xưa dân trong làng ăn cá ngược lại. Con cá lớn ngày xưa là vua Lưu Ly hiện nay, quân đội của vua Lưu Ly đều là những con cá nhỏ trong hồ. Dân cư thành Ca Tỳ La Vệ bị giết đều là người ăn cá ngày xưa. Thân Phật chính là đứa bé gõ đầu cá ba cái ngày xưa, nên hiện tại bị quả báo giết đầu 3.000. Vì định nghiệp khó đánh nên 500 người dòng họ Thích tuy được tôn giả Mục Liên cứu thoát cũng không bảo toàn được tính mạng. Sau này vua Lưu Ly bị dọa địa ngục, quan quan tương báo không biết bao giờ hết được, nên quả thật đáng sợ vậy đó. Thì vua Lưu Ly tiền thân là con cá lớn, rồi giết dòng họ Thích là trả thù xưa, mà giết dòng họ Thích rồi sau sẽ bị dòng họ Thích giết lại. Cứ như vậy mà quan quan tương báo không có cùng, bởi vậy
làm cái gì ác, cái gì xấu với ai, thì họ trả lại bằng cách mắng chửi, đánh đập mình, rồi thôi bỏ, đừng thèm chạy nó nữa, đừng thèm quán thù họ nữa, thì trả nợ làm nữa hết. Còn bây giờ quán thù nữa thì trả chừng nợ hết. Đó là cái điều mà người biết nhân quả phải dè dặt. Câu chuyện thứ hai, chuyện ngày bán chuyện đổ hồ ly, bán chuyện bán sang một hôm vào nhà giảng, giảng xong các thứ giảng ra hết, chỉ còn lại ông già không lui đi. Ngày bán chuyện hỏi, ông còn muốn hỏi gì? Ông ấy thưa, con là giả hộ tinh, không phải là người. Trời trước con vốn làm đường đầu, là trụ trì ở đây. Nhưng có người học, hỏi con, bậc đại tu hành đã rơi vào được nhân quả chăng? Tôi đáp, không rơi nhân quả. Do đó con bị đọa là làm giả hộ tinh đã 500 năm, không có cách nào thoát thân. Mong và hưởng từ bi chỉ dạy cho. Ngài Pháp Trượng bảo, người hỏi lại ta, ông ấy đều hỏi, bậc hòa thượng, bậc đại tu hành đã rơi vào nhân quả chăng? Tổ trưởng đáp, không lòng nhân quả. Ông già nghe câu này liền đại ngộ. Ông lễ tạ thưa, nay như lời đáp của hòa thượng khiến con siêu thoát thân giả hồ. Con ở trong hang sao núi, mong hòa thượng lấy lễ thắm tán theo nhà sư cho con. Hôm sau tổ hòa thượng lại hang sao núi, lấy gậy bới ra có xác con hồ tinh, bèn dùng lễ theo nhà sư mà an táng. Chúng ta nghe hai câu chuyện xưa này càng biết rõ nhân quả đáng sợ. Tuy thành Phật vẫn khó khỏi quả báo như đầu, siêu sự báo ứng một mãi mai không sai lạc, định nghiệp thật khó đứng tránh. Chúng ta gắn cẩn thận, gắn về nhặt, chớ có nghi nhân. Đó là câu chuyện thứ hai. Nhưng mà câu chuyện này sẽ có cái nghi, tôi giải thích cho quý vị nghe. Tại sao cái ông tăng giả hồ này, người ta hỏi người đã tu hành có rơi vào nhân quả không? Cái sợ đại tu hành đã rơi vào nhân quả chăng? Thì lúc đó ông đáp rằng không rơi nhân quả, không rơi nhân quả, thì ông bị đọa là giả hộ tinh. Đến ông giả hộ tinh này hỏi tổ bát trưởng, người có đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì tổ bát trưởng đó không lòng nhân quả. Thì hai cái câu trước là không rơi vào nhân quả, bị đọa làm giả hộ tinh. Câu này đó, không lòng nhân quả, thì ngài thoát kiếp giả hộ tinh. Như vậy là sao? Giá trị hai câu nó chỗ nào? Bởi vì trước ông đáp sai, cho nên ông phải đọa. Tại sao sai? Quý vị nhớ, bậc đại tu hành lớn nhất là Phật. Mà Phật thành Phật rồi mà còn phải trả lại. Nào là kiên thương, mãn mạc cho tới bị đau đầu ba hôm đó. Rồi ngày một kiều niên là bậc đại tu hành mà gần chết cũng bị người ta đánh nhiều tử, đánh không khỏi, rồi sau đó mới chết. Đó, bởi vì cái nhân quả, nếu đời này chúng ta không trả hay là chưa trả thì đời sau nữa, cho tới nhất là những người tu đến khi còn một thân chót là chứng quả Phật và chứng quả A-la-hán, thì cái thân đó còn bao nhiêu phải trả hết, sống là bao nhiêu phải trả cho hết. Cho nên Phật cũng không gọi, A-la-hán cũng không gọi, mà ông nói không rơi vào nhân quả thì có sai không? Quả là sai, bởi sai nên ông phải đọa.
còn ông hỏi ở bất trượt người đại trung hành của tôi và nhân quả không ở bất trượt là không làm nhân quả, nghĩa là sao? Chữ nhơ với chữ lọc, nhơ là cố định, nghĩa là không có bị rơi mắt ở trong nhân quả. Còn không làm nhân quả là người càng tu cao thì thấy nhân quả càng rõ, không còn làm nữa. Và thấy rõ nhân quả thì đâu có lầm lẫn như ông nói, phải không? Vì ông tu mà ông còn làm bị nhân quả, ông nói không rơi nhân quả, vì vậy ông rõ. Còn đây, người tu hành càng cao thì đối với nhân quả mình càng sáng tỏ, không lầm lẫn. Và sáng tỏ không lầm lẫn là biết rằng thì đó, ông biết rõ đâu đó cái ông thấy tiên kiếp, nghĩa là qua khỏi cái kiếp giả bộ tinh. Như vậy thì quý vị mới thấy người đời có khi nói không nhân không quả đủ thứ, nhưng mà đối với người tu Phật nhân quả không mất. Chúng ta gieo nhân thì phải chịu quả, chỉ có cái chuyển được ít nhiều thôi chứ không bao giờ mất. Đó là cái đặc định. Cho nên nghe câu chuyện này thì chúng ta rất là cẩn thận đối với nhân quả, không có dám xem thường. Mà đã không dám xem thường thì nên tạo nên gì để được quả gì? Chắc không ai can đảm mà tạo nên ác, phải không? Nhân ác thì quả ác phải đến. Bây giờ ai giả gì mà muốn cái quả ác đến? Thì như vậy không ai can đảm dám tạo cái nhân ác mà luôn luôn tạo cái nhân lành. Đó là duyên tu, hiểu nhân quả và tu theo nhân quả. Đến một B, nghiêm trì giới luật. Dù không tu hành đứng đến phải trì giới, giới là cội gốc quả vô thượng bồ đề, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nếu không trì giới mà tu hành thì không thể được. Trong Kinh Lâm Nghiêm dạy rõ bốn món thanh định, dạy chúng ta rằng không trì giới mà tu chánh định không thể thoát khỏi trần lao. Dù hiện tiền có nhiều trí tuệ, nhiều thiền định cũng rơi vào tà ma ngoại đạo. Đó là cái thứ nhất. Đó là biết trì giới là trọng yếu. Người trì giới long thiên ủng hộ, ma ngoại kinh sợ. Người phá giới họ quỷ gọi là giặc lớn, nó quét dấu chân của người ấy. Ngày xưa tại nước Kế Tân, gần bên đất Già Lam có một con độc long thường khi ra diễu hại trên chúng địa phương. Có 500 vị A La Hán nhóm họ một chỗ dùng sức thiền định đuổi nó đi, rốt cuộc không hiệu quả gì cả. Sao có một vị tăng không cần nhập thiền định chỉ đến gần con đạo long nói